là bà mới lên bà thăm thì bà thấy thế là bà mới gọi bác về này nè, bà mới bảo rằng thì là nhờ bác chữa bệnh cho em thì bác mới đưa em lên trên này, nên là bác cho em nằm những hơn 3 tháng như thế này cơ mà. Thế xong rồi về sau thì nằm chỗ chú dự đấy, dự đấy thạch và xoa. Thế về sau này là em xin về thì bác bảo cứ nằm thoải mái, nằm đến bao giờ cô thật khỏe thì em về không sao. Thế nhưng mà hoàn cảnh ngày hôm nay mình mới rồi. Vâng. Đấy, cái ngày mình về mới đấy. Tôi mới về thì chưa về đây. Mới nào? Mới à? Bác ơi, cái năm như là 82, 83 gì đúng rồi, cái năm vào mở rồi, nhà này rồi. Vâng. 79 thì tôi về. Đúng rồi. Từ xa quê, quán ở đấy thì về. Vâng. Sau khi đợi phân công nhưng mà trên thì đã đồn sẽ về đây cả năm lúc. Thế nhưng mà nó đồn thôi. Cái đang chơi Quảng Yên thì tôi nói chuyện trên Quảng Yên. Vâng. Trước anh ấy. Cái thằng trước là Móng Cái. Móng Cái. Cái thằng Quảng Trọ. Thế lúc ấy thì tôi biết nó thằng nào cũng biết, nó thế hệ sau này khi tôi còn học sinh ở đấy thì nó thấy cũng chưa đẻ. Vâng, đúng. Thế là nhà nhân tin thì cái tụi trẻ con em cho nó bảo là ôi trời, thằng Hoan nó chết rồi đấy, thằng Trung ấy. Nó bảo là anh Quảng bây giờ anh quen. Trung Hoan. Mà anh bị một lợi dây. Thế thì nghe nói cái thằng Tài, cái thằng bất, bác sĩ miền Nam, cái thằng nó mổ trẻ cái gì. Thế nói chẳng nhẽ là họ người quen thế, bảo thế nếu thế thì nói chúng ta đã mổ cho. Thế mổ cho là Quảng Trọng. Thế sau đó thì cuối cùng thì tự nhiên nó nghe cái Quảng thêm cái Trọng. Quảng Trọng thì sao mà anh lại chơi với thằng Quảng Trọng. Quảng Trọng là nó biết đầu tiên nó gọi là Quảng Trọng, nhưng tôi chẳng biết làm nào. Thế sau này nó công nhân tôi cũng là. Thế sau đó một nữa là cuối cùng ông rất thân bây giờ, thế nên ông già nó chết thôi. Ông Đắc, ông đã lên bàn mổ rồi. Nó mổ lại, nhưng mà trước đây nó mổ thế nào đấy thì nó lại vắt lại. Cái tôi chẳng biết ông ai, thì tôi vừa nghe phát về cái gọi là Quảng Yên, mình làm 20 năm Móng Cái mà. Nà, lúc tôi phát tôi về, tự nhiên lại mấy thằng chạy vào rồi. Ui, ông làm nhà đất. Phạm Đắc. Ờ, thì biết rồi, lúc ấy tôi biết ông là ai đâu. Thế ông cũng có tuổi rồi, tuổi hơn tôi cơ. Đúng, anh. Sau thì tôi thấy nó bảo thế là sao nó bảo. Ui giời, thân chúng em nó tốt lắm, anh bảo giúp mổ. Thằng kia nó rửa tay, thải các thứ tay, nó không biết mổ đâu, nhưng nó biết bệnh viện luôn. Thế tôi cười bảo cái người này thân với gia đình tao, thì tao mổ cho mẹ, thì tao mổ. Thế mình mổ cho ông xong, thì thế mới cho cái nhà trong ngã tư ngã năm đấy. Đúng. Thằng mẹ phía Tây, nó không thể chịu được. Sao mà kéo nó về đây đâu chứ. Sao nó về đây. Đi sang bảo tàng đấy. Cái nhà cơ bốn con tấp. Tôi nói thật bây giờ bệnh nhân ở ngoài rất miền đông, cái đông quá. Năm ngoái cũng chủ ra thành cô tô đón ra. Ra đây, miền đông nữa, năm này nó nhiều. Đấy, cũng ung thư, tôi mở mắt sống. Thế tự nhiên đến cái nhà ông nhân viên cũng làm hành chính rồi. Trước phó chủ tịch xã, sở dĩ thức quyền ông vào để làm các nhà xây dựng sơ tán, miếng ném bom. Thế cuối cùng ông ngoài cơm, nhưng đến có ông giảm tôi chống lại đến ông vái cho tôi giảm bình được vái nhưng sau tiền mình cũng được nên ông vái điên ông vái xong rồi và các bác sĩ hôm nay tôi không phải ăn tham đâu tôi biết anh bỏ đây hôm nay làm cơm mời bác nên tôi đến đây không phải vì bữa cơm mà tôi đến xin lỗi gia đình ông bảo tất nhiên là gia đình nó lại chưa có mời ông ấy ra đâu thế tôi thấy làm sao đấy ông bảo tôi đến đây tôi để vái bác sĩ tôi nói con tôi rồi nay mai cái bàn thờ tao chết thì phải để bác đưa bên cạnh bài thờ ông ấy nữa không có ông thì tao chết đâu rồi tao thế thành ra giờ thì ở đây hôm nay để cảm ơn cái vùng ngoài ông ăn cơm ông kia ông bảo tôi không quên được ngày xưa tôi biết là mổ xong nói ung thư tưởng chết đâu rồi bây giờ thế là mười mấy năm tôi ăn sống không đẹp nhiều ông ấy ung thư tôi mổ sống lại chứ thế cho nên mấy ngày em mới nói rằng ngày thi tuyệt vời như thế đấy không nó tùy cái chuyện cho thằng này là có lái xe việc rồi mà bây giờ tôi ăn thật không ngoài đêm không biết đến có một sáng sau tôi gọi thì nó bỏ tin em xuống thì cuối cùng là bảo tôi đừng tiệm xe em lên nội lên nội nghe tin nó mổ trên rồi tôi thì ung thư nhưng nếu mà nội nó mổ thì tất nhiên nó sẽ biết cách mổ thế nào rồi bây giờ gặp chúng này vì tôi lái xe nó biết nào thì biết là hóa là giờ chưa mổ cái thằng ngu này còn ai lại mổ lại gia đình mà cả các đồng thêm tự ngu nó khổ thế dân trí thế đó là ngoài chủ tịch tỉnh về sau này ông ấy sắp chết rồi ông còn bắt thằng em vào ông mang quà cho tôi xong rồi mà dù sao ta biết mày là cảm ơn mày nên ra tao nghe mày tao chưa chết lên mổ thì nó vang quá giọng lên cũng để ông 56 nó muộn quá ông chủ tịch tỉnh mà. Còn cái ông đại thế, sư trưởng ban tổ chức thì người ông cũng thương khổ lên chết.
anh hút thuốc lào đây đó. Tại anh chùm thuốc lào. Vâng, thuốc lào anh hút. Thế anh đưa bỏ, cho nên tôi chỉ nhờ thằng bạn tôi nào dưới tôi mà cò. Vâng, giáo sư Nguyễn Việt Cò, Nguyễn Lao bệnh phổi. Thế là bên bút làm cha tỉnh, lúc ông anh làm trưởng phòng tổ chức. Ông mẹ không làm, mày dùng thằng cò xuống này. Không có nói, tao chết đâu, người ta bảo. Ừ, mẹ ông thuốc lào đúng, thế kẻ bọn em nhau chết đâu. Tính lại thế. Vâng. Ông nào cũng quấy. Thuốc lào. À, thế bác Hàng ơi, thế vừa rồi thì em mới nghe thấy là ra bác chuyển cũng mất rồi. Vào trong Đồng Nai ấy. Mà anh thì cũng hết hết tập. Nó nghe thì nó vợ là thằng Mai, dân Quảng Điên. Lương. Nó học từ bé, từ nhà kia, sau đây tôi học từ Tây, học từ ta, hai thằng cũng cũng tài cùng một năm. Khi năm ở đây cuối cùng cái thằng Tiểu đến nó cũng nó hơi hết hết. Và nó lại gọi là rác như cái. Nhưng mà không có anh thì làm sao về đây được? Nó phải đây là vì nó ở đây trước rồi chứ. Tôi là đúng, cả, đúng, đây. Đúng, đúng. Nhưng mà lúc ấy nó bị ngày xưa nó dính ra. Rồi. Nó chỗ cháu cái cháu cụ kiếp. Quốc dân đại. Chính trị. Không, cái này là dính vào cái vũ trọng phụ nữa. Cái chuyện nó khó nó thôi, cái chuyện nó phụ đó. Chính là cái nội bố, nó là trung ương quốc dân đại. Đấy. Ông ấp với ông, tôi đi bố nó tên là ông gì, tôi quên tên. Khi du kích bắt ở Động Linh, tôi lúc là sơ tán Động Linh, tôi trông cái du kích ra bắt của bài, tôi nói với ông bố tôi bảo du kích nó bắt bố thằng chuột. Thế ông bố tôi không biết ngày xưa sợ sợ dí gì nó mày mà người ta bảo thì đứng là điên thế lại nói thôi thì sau tiêu à khổ thế thế làm ở đây yên lành tôi cũng để làm trưởng khoa nội. Thế làm sao mà này vào trong đấy tự nhiên không mẹ cái thằng nó buồn cười nên nó quỳ xuống. Mày thế vào xong rồi thì vào mấy chuyện khổ nó, cái thằng nó khổ, tôi nghĩ là cái thương nó đến tại cái thằng lái xe này giờ nó bị này khổ. Thế thì ông thì một lần thường nhiên thấy nó từ trong ra ra đây, hứa đỡ hả đến nhà tôi bảo, có thì mày đi đâu, thằng bà thằng lên nó bảo, thằng con em nó bỏ mẹ đi không đúng không? Có một thằng ra. Đúng rồi. Thế thằng thế thì sao? Thằng nó bảo, chết, em tôi chỉ nói chắc là lại về cùng Mỹ, bỏ Kiên thôi. Bảo ta chẳng thấy nó, làm thứ hai nó trẻ con là sao tôi biết đâu. Ôi giời, về sau biết là ông đi theo con mẹ nó, con bút con. Thế thì nói chung, nó là trẻ con, nó thấy nó tỉnh lẻ, nó tiếp xúc cái đô thị lớn. Nó không làm chủ được. Kiểu như mình thì có lõi đời làm sao. Thế là nó bị con mẹ bán hàng phở, nó tán nó lấy con gà nó ra, rồi nó mấy tuổi nó bút con. Thế cuối cùng thì ông tìm ra, cái ra thì tưởng thoát rồi. Thế một hôm tôi nghe gọi cấp cứu lại, anh giúp tôi một tí, thằng con em nó bị tai nạn. Chân thương sọ não. Bây giờ anh cũng quen ai Sài Gòn, ở Sài Gòn đã quen hết cả tất cả giám đốc bệnh viện lớn. Thế tôi phải gọi điện thằng Việt là giám đốc bệnh viện Chợ Giấy thôi. Đúng rồi. Con cái này là con đi trước. Bác sĩ Việt. Ôi, cái thằng Việt trước đại học đấy tôi dạy nó phải làm tí vì tôi học về lãnh đạo bệnh viện. Cái mổ thoát chết rồi. Thế về nhà nhưng mà kiểu nó không chết nhưng mà nó bị di chứng nhẹ. Rồi cuối cùng cũng chết. Đến khi ông cứ gọi điện, tôi nói ông Hoa, vừa thương nó vừa giận. Ngày nào nó gọi điện tầm kia, điện đường dài. Chứ lúc ấy thì từ lúc mà chưa sẵn cái mobile phone này đâu. À. Cứ gọi đây tôi bảo, mỗi lần nó gọi nó nói phải ít nhất gần 1 tiếng đồng hồ. Thế tôi bảo là tập để tao lên ghế đó, chẳng nhá bạn gần. Tôi lên ghế ngồi nghe nó nói, bảo, thế tôi nói thật, tôi bảo, thôi nói chuyện hỏi thăm nhau mấy câu, chứ gọi dài thì tốn tiền điện. Thì nó gọi thế mất tiền, nó mất tiền. Nó tôi mắc mất vợ tôi rồi. Mẹ từ nay đi mẹ phải tôi gọi điện tôi gọi nói thoải mái thôi đây là tôi để giả cho để trả giá cho cái sự sai lầm tôi bảo đây bây giờ già cũng sắp chết thì chẳng có thằng đéo nó thăm biết thế cho nó khóc xong cho điện thoại mà vào đây cũng thân rồi bây giờ tôi bảo là tôi mới thấy mình ngu giá ngày xưa mà cái tôi khuyên cho thế nào ở đây yên lành trưởng hoa nhưng mà tuổi lúc ấy cũng tuổi rồi mạnh. Bây giờ mày kêu như tao ấy bây giờ thì nó bảo tôi không trách gì anh cả nhưng giờ tôi nghĩ ẩn hận quá chắc là nghe là lương thế sau cuối cùng thì tự nhiên ngày xưa nó ngoan ít nhất là 2-3 ngày gọi điện là
mà nghĩ cái tôi nhận đồng nhưng mà nó sau này nó còn bắt đầu lẫn nửa đêm luôn, không hiểu đâu, gọi điện cũng gọi từ táo giờ, tức là để nó tôi biết ngay là vì sao thì tốt thì là nó cái này nó học được. Cái thứ nhất sau đến tháng sau không thấy nói năng gì nữa, sau tôi mới gọi điện tôi hỏi thăm kia bảo lâu lâu vì nó gọi máy bàn không biết số nó là số nào. Thế cuối cùng con thằng nó ra nó khẳng định thôi mà anh chết rồi. Còn mày nói lão người cách đây là nửa năm còn nữa nó không em bảo đảm anh chết rồi. Còn thế sao chắc chắn rồi em gặp thằng ấy em ruột anh chết vào dịp Tết chết đâu rồi chết đến năm sau là thằng Thọ đấy chết rồi. À thế ạ? Chết thằng Thọ trước phó anh phó giám đốc Thọ. Ừ, nó chết trong An Giang. À vợ nó vào trong một tai nạn xe máy con gái nó có đứa con gái vào mẹ đi ngã bố rồi cô phải đẹp 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 rồi. Nó thấy hai cháu của anh con Chiêu với lại con Lan đấy là nó đi trước